Dạ rồi, em xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chiều tối hôm qua là thợ rừng bên em đi về được một khúc nguyên bản, một mẹ một con, núi Chấp Dung, Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Đây là nguyên bản nha mọi người, rất đẹp nha. Đó, chắc lá mọi người nè, mọi người coi chắc lá sọc nè. Đó, độ sọc rất đẹp nha. Đó, đây là cây con, một mẹ một con anh mọi người ạ. À. Và nguyên bản ạ, à. Nguyên bản rễ bám nó cố định nè. Đó, đây là mặt sau. Đó, cây này là dạng như là mít xếp nha mọi người. Đó, bảng lá này hồi qua em đo, tối hôm qua em đo là 5 xăng rưỡi. Đó, 5 xăng rưỡi. Là cái lá này nha, cái lá này 5, 5 xăng rưỡi nè. Đó. Qua đi được một khúc. À, cây này một mẹ một con. Đây là cây cây bị nó cây con đĩa ra mọi người nè. Nhưng mà ngay chỗ cây mẹ lâu ngày nó mục quá nó bị rời ra. Đó ngay đây. Đó mọi người thấy không ạ? À? Để em để xuống nha. Đây đây là mọi người. Đó đây 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 là thân mẹ nha. Đây là thân mẹ nó bị hở một khúc nè. Đó, nó bị hở một khúc ngay chỗ này. Đó là do nó mục á nó rời ra nha, chứ thực chất đúng của nó là nó nối dài ra đây luôn, mà do nó mục nên nó đứt ra, nó gãy ra. Đó cây cây gốc gốc của mẹ nè, đó, để là gốc 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 con nè. Đó. Gốc mẹ nó hở một đoạn nè, cỡ chưa tới 1 cm. Đó là một mẹ một con nha mọi người. Mà do cái mẹ nó mục lâu ngày nên nó đứt ra thôi. Đó, đứt sẵn trên rừng trong quá khứ rồi. Đó. Rồi cây này đặc biệt là em có video và hình ảnh tại rừng rất rõ ràng ạ. À. Và bây giờ em xin mọi người xem cảnh trên rừng khai thác nha. Đi sáng giờ thì giờ này hai anh em giờ này gặp được một cây ngọc điểm đang ở lúc trên chỗ này. Bây giờ một anh bạn rừng đang leo lên lấy nó một con trâu, nói chung là hai cây. Nguyễn một con mà hình cái nhánh nhỏ cũng không sao, nói chung là đi rừng cũng rất nguy hiểm. Giờ này mới lấy xuống được hai con trâu đây, đây trong một bản quá đẹp của chú anh chị, đây quá phê luôn, lá mít lá của như nằm cái tầm 5 cm, rất là đẹp. Nguyên bản thì ok, giờ con trâu gì mà nó mê sao đâu á. Ồ thân này, này một mẹ con, này là cái gốc mẹ nó chết nó đẻ ra được con, quá đẹp, trâu quá đẹp, trâu này là quá đỉnh rồi.